Trong 3 ngày Tết Nhâm Dần, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đảm bảo. Tại các điểm tham quan cũng như khu dân cư, người dân chấp hành tốt công tác phòng chống dịch, cùng nhau đón Tết ấm áp, an toàn, ý nghĩa. Tại các khu du lịch ở thành phố Pleiku như thắng cảnh biển hồ, khu du lịch sinh thái Xuân Thủy, người dân cũng như chủ cơ sở kinh doanh luôn chú trọng thực hiện công tác phòng chống dịch. Tại cửa ra vào luôn để sẵn dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt và nhân viên thường xuyên nhắc nhở người đến tham quan thực hiện các quy định phòng chống dịch. Khách từ khắp nơi đổ về khu du lịch thắng cảnh biển hồ rất là đông. Chính vì vậy, chúng tôi phải tăng cường thêm lực lượng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chúng tôi thì thường xuyên tuần tra nhắc nhở các du khách về công tác phòng chống dịch, về công tác là bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của biển hồ xanh sạch đẹp. Trên các tuyến đường tại thành phố Pleiku, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an thành phố đã tổ chức ra quân, phân công cán bộ chiến sĩ tăng cường hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát cả ngày và đêm. Cùng với đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm từ ngày 30 Tết đến nay. Thì thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, công an thành phố Pleiku đã tổ chức ra quân, phân công cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tuần tra kiểm soát xử lý thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, càn quấy, gây mất trật tự an toàn giao thông, xử lý các trường hợp xe đậu đỗ không đúng quy định, đảm bảo trật tự giao thông an toàn thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng đua kéo, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho nhân dân vui Tết. Tương tự, công an thị xã Yumpa đã huy động 100% lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động dọc các tuyến đường và các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các điểm có nguy cơ để phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong 3 ngày Tết được đảm bảo. Trước Tết, công an xã đã tổ chức tranh thủ tiếp xúc các lực lượng và làng uy tín, các cốt cán chức sắc chức việc trong các tôn giáo, qua đó tuyên truyền chấp hành nghiêm với quy định của pháp luật. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì công an sẽ chấn chỉnh nhắc nhở lập biên bản 41 trường hợp vi phạm, gọi hỏi đấu tranh gian đe các loại đối tượng nghi vấn về uống rượu gây rối, rồi phòng chống trộm cắp. Thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đã ổn định, đảm bảo cho nhân dân đón Tết bình an. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người dân trên địa bàn thị xã An Khê cũng hạn chế đi chơi xa, chủ yếu tham quan vui chơi các địa điểm trong nội thị, viếng chùa đầu năm. Năm nay thì với không khí của dịch bệnh thì nói chung là mọi người thì cũng hạn chế đi chơi xa, chỉ là quay quần xung vài bên gia đình và đi chùa trong nội, tầm mọi người vẫn ý thức tốt hơn, tình hình nó còn giao thông thì vẫn ổn định. Tại huyện Đắk Pơ, nhiều năm nay khu vực thác Võ thuộc thôn Tân Phong, xã Tân An đã thu hút người dân đến vui chơi trải nghiệm. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2022, nhiều gia đình đã chọn địa điểm này tham quan khám phá, vừa gần gũi thiên nhiên lại tránh tụ tập nơi đông người, đảm bảo phòng dịch. Do điều kiện dịch Covid-19 thì vào dịp Tết năm nay thì gia đình cũng không có đi chơi ở xa mà chỉ đi loanh quanh ở những địa điểm trong khu vực xã này thôi. Thì vào mùng 1 thì gia đình cũng chúc Tết ông bà, rồi đi lễ chùa, rồi mùng 2, mùng 3 thì mọi người thì trong gia đình thì quay quần bên nhau. Năm nay thì đường phố có vẻ vắng hơn mọi năm, nhưng mà tôi thấy là mọi người tuân thủ rất là nghiêm ngặt các cái quy định phòng chống của nhà nước mình đề ra. Lực lượng giao thông ở ngoài đường thì các cái chốt chặn họ rất là nghiêm ngặt, và mọi người thì chấp hành rất là đầy đủ các cái quy định phòng chống dịch, rồi là quy tắc an toàn giao thông.